đuông là miền bánh hà ở đâu là miền bánh hà đuông xí và vì xí ngọp sạc chẳng hay vì xí đạch đố xí đạch đố cứ dừng vì thi để dừng ai chui bán cứ vì thi để ai chui việc bán cứ dừng vì thi xa cắt nó dừng chập đâm cắt cắt chi chi chanh ở tới về nâng đọc và đầu chanh thầm ấy bạn chẳng viên nâng đọc và đầu chanh màu sao thầm ấy chẳng viên nâng tam đàn ở nế tập vì việc cắt nếu cắt chanh ở hai cắt tự tiết nhưng nâng cắt về sáng thật ta nó phải để dân thôi bạn sát chẳng hay cứ đuông với lên mà xì rồi bạn bị đông rồi nấy nhưng bạn cắt đôi cho mạnh để nhầm hai những đấy chẳng coi bị cắt cắt đó chập đầm lụt sạc nè anh em để nhầm cắt bị mụn lâu về lên miền đuông xì hay chẳng chập đầm chanh mà sạc lò chẳng mùi tiền ấy nhầm năng thơ bạn năng thơ cả cắt về đôi chân ấy và cắt đỡ đầm mạnh nhầm cắt về sát hay dương cắt tam đàn mở cái này để đuông xì tới đòn chúng dương là cắt hoặc nè mở tam đàn hoặc nè bạn bóng ôn ai ăn vật bán á bóng ôn phình chặt được cái trong miền video play play bóng ôn lại chơi chui chạy like nên chạy subscribe năng page bóng nhầm phóng bạn năng nè vị thi sa cầm chặt đường xí xí đám đầu nó dường pra vị thi sa sầm mạnh hơn cả cầm chặt cứ dường cắt vị chanh vào đó nó dường cắt vị chanh hỏi sát hỏi gì đúng vậy hỏi sao là sạch thâm mây vào đó chứng bóng ôn ai thôi bạn nó nhưng mà nhầm chặt đám cắt vị chanh nhỏ hỏi bạn coi bị cắt dương nâng khơi đồn chập đam miền đọc và đồn một máy vì nâng lấy miền đuông không phải đồn muốn hai bạn chẳng bằng phố này ăn vọt bán tạm video bọc nhầm bạn bạn nâng hoặc con chân sản phẩm ca còn trô hay bằng phố chú ý chạy lại nâng xí hay rồi có chạy subscribe hôm nay bạn hoặc con chú ý bí